Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 11. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội đã thông qua luật căn cước và luật nhỏ sửa đổi và tiến hành thảo luận về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Nhiều hoạt động trong tuần lễ văn hóa du lịch liên quan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ốc Âm Bốc tỉnh Trà Vinh năm 2023. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là thạc sĩ Nguyễn Văn Vũ An, giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo trường đại học Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 27 tháng 11, Quốc hội đã thông qua luật căn cước và luật nhỏ sửa đổi. Mở đầu phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật căn cước, sau đó tiến hành biểu quyết thông qua luật này. Với kết quả có 431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,25%. Tiếp đó, Quốc hội tiếp tục nghe trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật nhà ở sửa đổi và tiến hành biểu quyết thông qua luật nhà ở sửa đổi với tỷ lệ đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 85,63%. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội còn tiến hành thảo luận về dự thảo luật thủ đô sửa đổi cùng các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia thảo luận vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển thủ đô trong thời gian tới. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bám sát các yêu cầu về quy hoạch và quản lý đô thị tại nghị quyết số 15 của Trung ương để thể chế hóa rõ ràng, cụ thể thành các quy định trong luật thủ đô sửa đổi. Đại biểu cũng đề nghị cần tiếp tục quy định cụ thể hơn về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền, đồng thời khi quy định thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc quyết định các mô hình cơ quan chuyên môn giúp việc thì cần xác định phạm vi các cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức hành chính đặc thù, điều kiện tiêu chí thành lập, loại hình tổ chức. Ngoài ra, đại biểu Thạch Phước Bình còn đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu quy định về áp dụng biện pháp xử lý có hiệu quả hơn đối với các vi phạm về xây dựng gây ô nhiễm môi trường như đình chỉ hoạt động có thời hạn thay vì biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện nước như trong quy định của dự thảo luật. Chiều nay, Quốc hội tiếp tục làm việc ở hội trường để biểu quyết thông qua luật tài nguyên nước sửa đổi. Sau đó tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Đêm qua 26 tháng 11, tại khu danh thắng Ao Bà Ôm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ bế mạc hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ 3 năm 2023. Đến dự có ông Kim Rương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer diễn ra trong thời điểm tỉnh Trà Vinh tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao để chào mừng tuần lễ văn hóa du lịch liên quan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ốc Âm Bốc năm 2023. Hội thi đã mang đến sinh khí vui tươi phấn khởi, góp phần làm phong phú, tạo thêm sắc màu trong chuỗi các sự kiện của mùa lễ hội. Các đơn vị tham gia xây dựng một chương trình thi diễn gồm 3 thể loại trang phục sinh hoạt đời thường, trang phục lễ hội và trang phục cưới. Song song đó là thuyết trình song ngữ, tiếng Việt, tiếng Khmer, phân biệt cụ thể về chất liệu và chế tác giữa trang phục truyền thống và trang phục cách tân. Qua 3 đêm thi diễn sôi nổi, 10 đơn vị tham gia đã mang đến 31 tiết mục trình diễn và thu hút hàng ngàn lượt người xem. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất toàn đội cho đơn vị Quỳ Dương Hải, một giải nhì toàn đội cho đơn vị Trường Đại học Trà Vinh, 3 giải ba toàn đội thuộc về đơn vị thị xã Dương Hải, huyện Cầu Kè và huyện Châu Thành. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao thêm các giải như giải trang phục sinh hoạt đời thường, giải trang phục lễ hội, giải trang phục lễ cưới, thí sinh trình diễn ấn tượng nhất, giải thí sinh duyên dáng nhất, giải dàn dựng xuất sắc nhất. Hòa chung không khí rộn ràng mùa lễ hội Ốc Âm Bốc tỉnh Trà Vinh năm 2023. Trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 11, tại Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức hoạt động trình diễn giới thiệu bánh dân gian dân tộc Khmer và Chăm. Hoạt động trình diễn lần này có sự góp mặt của 4 nghệ nhân và các loại bánh dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer và dân tộc Chăm. Đối với nghệ nhân người dân tộc Chăm, trình diễn bánh bò nướng, bánh bông lan, bánh bò trứng và bánh rế. Nguyên liệu chính của những món bánh này là bột mì, gạo, đường, dừa, trứng, mè. Còn đối với nghệ nhân dân tộc Khmer, trình diễn hai loại bánh đặc trưng là bánh dứa và bánh ống. Hầu hết các nghệ nhân tại đây đều có tay nghề hàng chục năm. Với đôi tay khéo léo và kinh nghiệm dày dặn,
họ đã tái diễn một cách chân thật nhất món bánh đặc trưng của chính dân tộc mình. Gian hàng trình diễn giới thiệu bánh dân gian thu hút khá đông khách tham quan. Đối với nhiều du khách, đa phần đều tỏ ra thích thú khi được tận mắt quan sát các nghệ nhân làm nên một chiếc bánh, thưởng thức tại chỗ chiếc bánh nóng hổi và cảm nhận hương vị đặc trưng riêng biệt của từng loại bánh. Hoạt động trình diễn giới thiệu bánh dân gian của hai dân tộc Khmer và Chăm là dịp để du khách đến tham quan, hiểu thêm về nguồn gốc, đặc điểm các loại bánh đặc trưng của hai dân tộc. Bên cạnh đó, góp phần lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong văn hóa ẩm thực các dân tộc nói chung và các loại bánh dân gian nói riêng. Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng Okompok tỉnh Trà Vinh năm 2023, sáng nay ngày 27 tháng 11, tại khu văn hóa du lịch Ao Bà Om, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian để phục vụ các du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan du lịch trong dịp lễ hội Okompok năm nay. Với 8 môn thể thao và trò chơi dân gian gồm chạy vòng quanh ao bờ âm, đạp nồi đất, đi cầu tre, nhảy bao bố cá nhân nam nữ, kéo co phối hợp nam nữ, bước chân đoàn kết, bịt mắt bắt dịch và đẩy gậy nam nữ. Với sự tham gia hết mình sôi nổi của gần 700 vận động viên không chuyên là các du khách đến tham dự lễ hội và các vận động viên không chuyên đến từ các đơn vị huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng vũ trang trong tỉnh. Qua đó đã tạo nên một không khí đầy rộn ràng, vui tươi và đoàn kết trong mùa lễ hội Okompok năm nay. Năm nay đến với lễ hội Okompok tham gia các trò chơi dân gian tại Ao Bà Om đây cảm thấy rất là vui tươi và rộn ràng. Đặc biệt năm nay tôi có tham gia môn chạy việt giã nam với km là 3 km, thì kết quả tôi đạt thành tích là giải nhất. Bữa nay cảm thấy rất là vui và rộn ràng, có rất là nhiều người đến chơi vui tại ao vuông. Em đến tham gia tất cả các trò chơi chủ yếu là vui, không khí ở đây thì nhộn nhịp, đông vui, mọi người rất là nhiệt tình và hòa đồng. Các môn thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian trên tinh thần giao lưu đoàn kết tạo sinh khí vui tươi thoải mái cho người dân và du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với lễ hội Okompok tại Ao Bà Om. Kính thưa quý vị và các bạn, múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống ra đời từ nền văn minh lúa nước và đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa truyền thống Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động trong tuần lễ văn hóa du lịch liên quan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Okompok tỉnh Trà Vinh năm 2023, hoạt động múa rối nước là hoạt động thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem bởi vẻ đẹp nghệ thuật, tính sáng tạo cùng những ý nghĩa về lịch sử, văn hóa mà múa rối nước mang lại. Hoạt động múa rối nước do đoàn nghệ thuật Múa rối nước Dừa Xanh thực hiện diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2023. Các tiết mục được biểu diễn là Tiểu Chúc Phúc, Rồng Phun Lửa, Rồng Làm Mưa, Lưỡng Long Tranh Châu, Lân Đá Bóng So Động. Với mỗi tiết mục đều mang lại điều thú vị cho người xem và đem đến mỗi giá trị văn hóa khác nhau. Múa rối nước phản ánh chân thực về cuộc sống của những người nông dân trong sinh hoạt đời thường, từ đó hiểu được lao động, sinh hoạt, khát vọng và ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người nông dân. Đồng thời qua đó giáo dục cho con người về lòng yêu lao động, yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước và tinh thần tự hào dân tộc, góp phần đáng kể vào đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh. Loại hình nghệ thuật múa rối nước này là một trong những cái di sản văn hóa phi vật thể xuất phát từ Bắc Bộ và nó du nhập vào miền Nam khoảng thế kỷ thứ 20, và riêng tại Bến Tre thì vào năm 2019 thì đoàn nghệ thuật múa rối nước Dừa Xanh ra đời với cái mong muốn đó là gìn giữ, bảo tồn và phát huy các cái giá trị di sản văn hóa của dân tộc, trong đó có cái loại hình nghệ thuật múa rối nước. Tại khu vực sân khấu múa rối nước, khán giả ai ai cũng đều cảm thấy thích thú khi nhìn những con rối biểu diễn linh hoạt trên mặt nước, vô cùng sinh động. Các em nhỏ phấn khởi, thích thú chạy gần vào khu vực biểu diễn để một lần được chạm tay vào chú rối và sẵn sàng được rồng làm mưa ướt đẫm. Con đó giờ con chưa được đi coi múa rối, đây là lần đầu tiên con được đi coi múa rối tại chính quê hương của con là vùng đất Trà Vinh. Và con thấy rất là phấn khích khi được lần đầu tiên con được đi coi múa rối. Và con thích nhất là tiết mục Rồng Phun Lửa. Trên mặt nước là những hai chú hiền rồng được những ánh sáng chiếu vào, hai chú hiền rồng đu qua lại và phun nước chúng khán giả, khiến khán giả rất phấn khích. Và con cũng thấy thế, khi lần đầu tiên con được coi múa hiền rồng thì con cũng rất thấy phấn khích và bị dân cũng ướt người. Đã 2
nào giờ con coi múa rối trên tivi, bây giờ con được coi tận mắt là con thấy nó rất là vui và những con vật chú hề rất là thích thú vui nhộn. Con thích tiết mục Vợ Chồng Bắt Cá nhất. Để có được những tiết mục thành công mang lại hiệu ứng khán giả cao, phía sau tấm rèn che ấy là những diễn viên không ngại cực, ngại khó. Họ đem tất cả lòng nhiệt huyết và đam mê của mình cùng với bạn đang kỳ diệu đã hồn vào từng con rối, mang đến những màn biểu diễn thật hấp dẫn, ý nghĩa, phục vụ cho mọi người. Tôi đến với tài dinh này để biểu diễn múa rối nước này lần đầu tiên và tôi thấy các em ở đây rất là hào hứng, rất là vui. Đây giống như là một loại hình nghệ thuật lạ mang đến đây để biểu diễn cho các em lần đầu. Thì thấy các em rất là hào hứng, vui tươi và phấn khởi về bộ môn nghệ thuật này. Tôi lúc trước là tôi xem trên truyền hình, tôi thấy thích cái nghề này. Tôi mới lặn lội ra Hà Nội và tôi học cái nghề này. Tôi đem cái lòng nhiệt huyết để đến đây và tất cả các tỉnh để biểu diễn phục vụ cho các em bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết trong tôi. Múa rối nước không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là cầu nối giữa cuộc sống xưa và nay, là sự hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo. Đây là dịp để chúng ta hiểu rõ hơn về văn hóa và nghệ thuật truyền thống của đất nước Việt Nam. Hy vọng rằng những giây phút này sẽ ở lại trong tâm trí của mỗi người để chúng ta cùng nhau phát huy và bảo tồn giá trị của múa rối nước. Một loại hình vâng, bên đây chúng ta thấy là hình ảnh. Một di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây trường Đại học Trà Vinh vừa ra mắt làng học sinh sinh viên sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là mô hình hoạt động mới giúp học sinh sinh viên có điều kiện tham gia khởi nghiệp, sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên hiện nay, nhiều thanh niên trong tỉnh chưa hiểu hết về mô hình hoạt động này và khi mô hình này đưa vào hoạt động sẽ có ý nghĩa gì đối với khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh sinh viên. Thạc sĩ Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo trường Đại học Trà Vinh cho biết cụ thể vấn đề này trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Vũ An, trưởng Trung tâm Làng học sinh sinh viên quốc gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Dạ thưa ông, sau khi mà Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đưa tin về việc làng học sinh sinh viên sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chính thức được ra mắt, thì nhiều người dân cũng gửi thư về cho chương trình với mong muốn được biết về những nội dung hoạt động của làng học sinh sinh viên này. Xin ông cũng cho biết ạ. Thì làng học sinh sinh viên sáng tạo quốc gia ra đời á, với cái mục tiêu là thúc đẩy về cái tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn học sinh sinh viên trong các cái cơ sở giáo dục đào tạo. Thì bằng cái cách là tạo cái môi trường thuận lợi nhất có thể để cho các bạn học sinh sinh viên ở các cái trường cao đẳng, đại học nè, cũng như là các cái trường phổ thông có thể tận dụng các cái nguồn lực mà làng học sinh sinh viên sáng tạo quốc gia đó quy động được để có thể phát triển các cái sản phẩm dịch vụ của mình, từ đó hình thành nên doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Và ngày 14 tháng 11 vừa qua đó thì làng học sinh sinh viên sáng tạo quốc gia thì có ra mắt một cái hub hay còn gọi là trung tâm của làng học sinh sinh viên sáng tạo quốc gia tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thì trung tâm hoạt động theo mô hình xã hội hóa, tức là huy động các nguồn lực từ mạng lưới cộng đồng để thực hiện cái nhiệm vụ của mình, đó chính là thúc đẩy về cái tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn học sinh, sinh viên trong khu vực, chủ yếu là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Vâng thưa ông, vậy thì xin ông cũng cho biết là trường Đại học Trà Vinh sẽ làm gì để mà làng học sinh, sinh viên sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo tốt các nội dung hoạt động như ông đã nêu? Đầu tiên để lan tỏa cái tinh thần đổi mới sáng tạo cho các bạn học sinh, sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì trường Đại học Trà Vinh định kỳ là tổ chức cái cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các bạn học sinh, sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Và bên cạnh đó đó thì trường Đại học Trà Vinh cũng triển khai một cái dự án, đó là hành trình xây dựng tư duy kiến tạo cho 10.000 học sinh sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, để qua đó đó giúp các em có thể là hình thành nên cái tư duy đổi mới sáng tạo, cũng như là xây dựng những cái kiến thức, những cái kỹ năng mới
để phục vụ cho cái quá trình về học tập, việc làm của mình, nhất là gắn với những cái kỹ năng số cũng như là về chuyển đổi số. Cái thứ hai thì về đào tạo, tập huấn những cái kiến thức liên quan đến đổi mới sáng tạo cho các bạn học sinh, sinh viên trong khu vực. Giống như tôi vừa đề cập đó, thì tập trung vào những cái nội dung liên quan đến kỹ năng số và là chuyển đổi số để đáp ứng về cái nhu cầu tuyển dụng của người lao động, cũng như là cái xu hướng thị trường hiện nay trong cuộc cách mạng 4.0, tức là liên quan đến mọi thứ thì nó sẽ số hóa. Cái thứ ba là liên quan đến cái việc mà xây dựng các cái mạng lưới, tức là kết nối thêm các cái tổ chức thúc đẩy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để qua đó thì tận dụng các nguồn lực của các tổ chức, đơn vị để mà hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên trong khu vực thì có thể là tiếp cận thêm về cái hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như là hình thành về tư duy kiến tạo trong tương lai. Vâng, vậy thì theo ông, khi mà làng học sinh, sinh viên sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa vào hoạt động thì sẽ mang lại những ý nghĩa gì cho cái việc mà phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên? Khi mà cái trung tâm của làng học sinh, sinh viên sáng tạo quốc gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà ra đời thì nó mang lại nhiều cái ý nghĩa rất là tích cực. Cái thứ nhất là thông qua cái việc lan tỏa cũng như là đào tạo về kiến thức kỹ năng thì giúp cho các bạn học sinh, sinh viên nó sẽ thay đổi về mặt tư duy, tức là thay đổi theo cái tư duy về đổi mới sáng tạo, nhất là tư duy kiến tạo, sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong cái việc học tập cũng như là công việc sau này. Bên cạnh đó, thì trung tâm cũng hỗ trợ tư vấn cho các bạn liên quan đến cái việc mà hình thành các cái ý tưởng, những cái dự án về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và quan trọng hơn hết thì thông qua những cái nguồn lực của làng, của trung tâm có thể kết nối được thì sẽ chuyển giao lại cho đối tượng thụ hưởng là các bạn học sinh, sinh viên trong khu vực. Và từ đó thì giúp cho các em có thể là sẽ hình thành nên những cái ý tưởng, những cái dự án nó rất là khả thi để phát triển thành doanh nghiệp, cũng như là ứng dụng những cái kiến thức, những cái kỹ năng đó phục vụ vào trong cái việc học tập của mình, cũng như là các cái công việc trong tương lai của các bạn. Chúng tôi được biết là trong những năm qua thì trường Đại học Trà Vinh rất quan tâm đến việc hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Vậy thì xin ông cũng cho biết những kết quả mà trường đã đạt được về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ạ? Trường xác định là hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong 6 cái trụ cột quan trọng của nhà trường. Thì hiện nay đó thì trường rất quan tâm đến việc phát triển các cái mạng lưới và hình thành trên 170 đối tác là các cái tổ chức thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp, các cái vườn ươm, các cái cơ sở về đào tạo hoặc là hỗ trợ sinh viên, học sinh khởi nghiệp, để thông qua đó mình tận dụng các cái nguồn lực của các bên để hỗ trợ cho các em. Trường đã truyền cảm hứng là hơn 200.000 sinh viên về những cái tinh thần khởi nghiệp này, những cái kiến thức, những cái kỹ năng về khởi nghiệp, và đã hình thành trên 550 ý tưởng, và trong đó thì có ôm tạo được 60 dự án và thành lập được 17 các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Và hiện tại là trường Đại học Trà Vinh đó, là được xếp thứ 11 của thế giới về cái hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.